Hello hello, hôm nay mình sẽ đi tới cái vương quốc xe hơi để khám phá những chiếc xe trong đó nha các bạn. À, xe của mình đang bắt đầu đi rồi, mình đã gặp được chiếc xe đầu tiên các bạn. À, chiếc xe đầu tiên là một chiếc xe sport, chiếc xe địa hình nha các bạn, chiếc xe thể thao nha, khá là đẹp đấy. Rồi tạm biệt cái xe sport này, mình sẽ tiếp tục đi hành trình của mình nha. Wow, lần này nó tới đây gặp một chiếc máy bay các bạn. Wow, một chiếc máy bay màu vàng. Rất cũng khá là đẹp đó các bạn. Chiếc máy bay màu vàng nha. Rồi, xe của mình là tiếp tục cuộc hành trình thôi. Một chiếc xe khổng lồ đang chắn cái cổng của mình các bạn. À, để xem nó là chiếc xe gì nha. Chiếc xe MG Win khổng lồ. Trong vương quốc xe hơi này là tia chớp nha các bạn. À, quá là to luôn bạn, xe này đã càng cản đường của mình đi các bạn. Wow, quá to, người đó có rất là nhiều những cái huy hiệu các bạn, nó có một cái cúp gì rồi các bạn. Đây là chiếc xe giành chiến thắng trong cuộc đua xe nha các bạn. Quá là đẹp ngầu luôn á. Chiếc xe đó đã bỏ đi rồi, mình sẽ tiếp tục hành trình của mình thôi. Băng qua cái sườn dốc này. Wow, hình như mình đang tới một trạm xe gì đó các phải các bạn. Rất là nhiều những chiếc xe luôn nè. Wow, quá nhiều xe luôn nha. Rồi để mình khám phá xem nữa đây là những loại xe nào nha các bạn. Wow, một chiếc Tao Master các bạn. À, chiếc Tao Master của chúng ta các bạn. Wow, có thể chạy cực kỳ nhanh các bạn ơi. Nhìn vậy thôi mà chạy rất là nhanh đó. Trong cái trạm xe này có một chiếc xe màu vàng Dinoco. Wow, chiếc xe màu vàng nó bị phóng này luôn các bạn. À, chiếc Dinoco nha. Rồi, cái này là chiếc xe MC Queen Line nữa các bạn, rất là nổi tiếng luôn. Wow, rất là đẹp bạn. Chiếc này cũng là chiếc MC Queen nhưng mà bị mất cái mấy cái hiệu thứ bạn, hình như đang trốn hay sao ấy. Thử chạy nhanh không nha. Wow, đây là một chiếc xe địa hình hình con hổ nha, cũng nằm trong vương quốc xe hơi đúng không bạn. Đấy rồi, cái này là chiếc xe. Wow, chiếc xe MG màu xanh đang chạy rất là nhanh đi gặp chiếc xe màu đỏ bạn. Rồi cái này là chiếc xe cái này là chiếc lăn xuống luôn mày, để mình để này nó lăn xuống luôn mày. Wow, cái xe này là chiếc xe Tao Master nha, mình nó bị gãy cái móc đằng sau nó có một cái lỗ này, này là chiếc xe đầu kéo nhưng mày mất cái kéo rồi các bạn. Rồi trạm xe này vẫn còn mấy chiếc xe nữa nha, mình sẽ tiếp tục thôi. Một chiếc xe màu vàng các bạn, nhìn nó chạy khá là mượt. Đấy, tiếp theo là chiếc xe màu xanh lá này. Đây là chiếc xe bạn của Sally, bạn Super Racing và cái đây là một cái trạm xe nè, ở có đường cao tốc các thứ bạn, nó hay có thể phóng được chiếc xe từ trong này ra được luôn nha các bạn, để mình thử nha. À, wow, đây là cú xe cuối cùng, chiếc xe cảnh sát các bạn. Đấy, chiếc xe cảnh sát đây. Rồi, một vương quốc xe hơi có rất là nhiều những loại xe khác nhau luôn bạn ơi.